Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu với các bạn bộ phim Hàn Quốc Một Nửa Mảnh Ghép. Bộ phim có thể loại tâm lý hài hước thông qua một câu chuyện tình yêu lãng mạn của đôi nam nữ trẻ tuổi, độ dài 16 tập. Do đài truyền hình TVN phát hành từ ngày 23 tháng 2 năm 2020 vào các tối thứ hai và thứ ba hàng tuần, mỗi ngày một tập. Phim kể về câu chuyện tình yêu khôi hài và lãng mạn của anh lập trình viên máy tính với cô gái thu âm trong nhạc cổ điển. Bộ phim có sự tham gia của đôi diễn viên đang được nhiều người yêu thích qua các bộ phim đã gây nhiều tiếng vang tốt đẹp. Nam diễn viên thần thái sáng ngời với gương mặt gây nhiều thiện cảm, Jun Hae-in đóng vai nam chính Moon Ha-won. Nữ diễn viên trẻ tuổi xinh đẹp với nụ cười dễ thương ngọt ngào Cha Soo-bin đóng vai nữ chính Han Se-woo. Bộ phim bắt đầu từ anh chàng Moon Ha-won là nhà lập trình viên nổi tiếng tận tụy trong công việc nhưng lại có trái tim mềm yếu. Khi Moon Ha-won gặp một cô gái với những đức tính khác biệt, cuộc sống của anh bắt đầu có nhiều thay đổi không ngờ tới được. Cô gái Han Se-woo là kỹ sư thu âm nhạc cổ điển, có một cuộc sống tự lập, lúc nào cũng cởi mở và lạc quan với nhiều vấn đề xảy ra. Khi Han Se-woo gặp chàng trai khô khan Moon Ha-won đã làm cho cô gái có nhiều mối quan tâm kỳ lạ như là định mệnh sắp đặt. Nam tài tử Jun Hae-in đã đóng thẳng 10 bộ phim từ năm 2014 với nhiều vai diễn được đông đảo khán giả khen ngợi thánh lời. Jun Hae-in đóng các bộ phim gần đây là Đêm Xuân, Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi, Khi Nàng Xa Giấc. Nữ diễn viên Jae Soo-bin tham gia đóng phim từ năm 2015 với các vai diễn để lại nhiều ấn tượng khó quên và nhận được đông đảo người hâm mộ. Jae Soo-bin đóng các bộ phim gần đây là Nơi Ánh Sao Soi Chiếu, Tôi Không Phải Là Robot, Thiên Hạ Đệ Nhất Super. Sự kết hợp của cặp đôi diễn viên tài năng duyên dáng này hứa hẹn sẽ tạo nên một bộ phim hấp dẫn, đặc sắc, đáng xem. Chúc mọi người được dịp xem một bộ phim hấp dẫn, kịch tính với nhiều tình tiết lãng mạn đáng yêu của thời thanh xuân. Hẹn gặp lại các bạn vào những dịp tới. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.